Thôi chứ chị tiếp theo dùng Đi chị em. Bắt đầu rồi đấy. Hello, xin chào mọi người. Đến hẹn lại lên thì ngày hôm nay Thu lại lên để nói chuyện với mọi người về chủ đề là những lưu ý gì cha mẹ sẽ cần chuẩn bị ở nhà khi mà con mình bị F0. Thì cái chủ đề này khi mà ở ở 2 tuần trước khi mà Thu lên livestream vào thứ ba và thứ sáu ấy với các bác sĩ chuyên môn thì mọi người có hỏi đến rất là nhiều. Tuy nhiên thì để cho mọi người có những cái câu hỏi xác đáng nhất cũng như là những cái thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp trong từng cái livestream nhỏ ấy. Thì hôm nay Thu đã dành riêng một livestream này dành cho các cha mẹ là làm thế nào cũng như là các cha mẹ đã gặp phải những cái khó khăn gì này hay là những lưu ý và có những cái loại thuốc nào mà chúng ta sẽ cần phải có tại nhà dành cho người bị F0 hay là chính là bản thân hay là con cái chúng ta bị F0. Và cái việc mà con cái bị F0 ấy thì là một cái nỗi rất là lo lắng cho cha mẹ. Và ngày hôm nay thì Thu đã mời đến trong livestream đồng hành trong chương trình đồng hành với F0 hàng ngày hàng tuần là một bác sĩ đến từ bệnh viện Nhi với 20 năm kinh nghiệm và hiện nay thì bác sĩ đang làm ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Xin mời bác sĩ Hương ạ. Mọi người có thể là share livestream này nhé để mỗi mỗi khi mà chúng ta cần xem lại những cái câu hỏi ấy, thì mọi người có thể là xem lại được. Và với bất kỳ một cái câu hỏi nào mà mọi người thấy thắc mắc ấy, thì mọi người có thể comment trực tiếp vào đây để bác sĩ Hương có thể là trả lời cho mọi người. Và trong mỗi cái buổi livestream này ấy, thì những cái câu hỏi nhỏ thì Thu sẽ cố gắng là sưu tập lại, gom lại và làm thành những cái video ngắn để cho mọi người xem lại trên kênh YouTube cho tiện. Và bây giờ thì mọi người nhớ thả tim nhé và sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Hương. Xin chào chị Hương ạ. Vâng, xin chào em, xin chào tất cả các ba mẹ đang xem cái buổi livestream ngày hôm nay. Và bác Dương hôm nay thì rất là vui vì được cùng ở đây chia sẻ cùng các bạn ở trên kênh của bạn Phạm Hà Thu. Cũng là một cái cơ hội quý để cho bác sĩ Hương cũng được chia sẻ cùng với các ba mẹ, đặc biệt là trong cái giai đoạn này khi mà tình trạng em F0 tăng lên rất là cao và đặc biệt là các em bé. Thì bác sĩ Hương là tiến sĩ bác sĩ nhi khoa. Bác Dương có 20 năm kinh nghiệm làm ở bệnh viện Nhi Trung ương và hiện tại thì bác sĩ Hương đang làm tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Và trong thời gian này thì bác sĩ Hương cũng đồng hành rất là nhiều cùng với rất là nhiều các ba mẹ trong cái quá trình mà chăm sóc em bé F0, bởi vì là giai đoạn này các em bé bị rất là nhiều và rất là nhiều các ba mẹ khi mà nhận được cái kết quả là con mình bị F0 thì rất là hoảng, thậm chí là có những ba mẹ rất là hoảng loạn. Tuy nhiên thì những cái việc đó sẽ cần phải được trấn an để mà hỗ trợ được các ba mẹ trong cái quá trình đồng hành chăm sóc em bé F0. Và hiện tại thì bác Dương cũng nằm cả trong mạng lưới hệ thống thầy thuốc đồng hành chăm sóc em bé F0 tại Hà Nội. Và nếu các ba mẹ nào mà có em bé bị F0 thì hãy thật sự bình tĩnh để mà chuẩn bị và có thể gọi đến tổng đài là 1022, bấm phím 3 nhánh 3 để có, đấy là tổng đài của hệ thống mạng lưới thầy thuốc đồng hành ở Hà Nội, hoặc là có thể gọi đến tổng đài của bệnh viện Đại học Y Hà Nội cũng có các cái app để chăm sóc em bé F0, hoặc có thể là liên hệ với bác sĩ Hương thông qua số điện thoại là 091 888 4666 thì bác sĩ Hương sẽ sẵn sàng hỗ trợ cùng các ba mẹ trong này. Và thực sự giai đoạn này thì bác Dương cũng làm rất là nhiều các cái kênh, các cái video chia sẻ để chăm sóc em bé F0 ở trên YouTube, kênh YouTube của bác sĩ Hương, mà mọi người có thể vào đó để tham khảo. Vâng ạ, xin cảm ơn bạn Phạm Hà Thu. Và bình thường thì em là làm ở trong lĩnh vực là chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, và hiện tại thì cũng đang là biên tập viên, thì cũng rất là may là khi mà
cái ngành nghề của mình lại có liên quan rất là nhiều đến các bác sĩ, thế nên là cũng kết nối được với bác sĩ Hương ngày hôm nay. Thì lẽ ra ấy, là cái công tác mà giới thiệu bác sĩ Hương ấy, cũng như là cái cách thức để mọi người liên hệ với bác Hương là em Thu phải giới thiệu, nhưng mà bác Hương ngày hôm nay đã rất là chu đáo ấy, và nói rất là đầy đủ, thế nên là mọi người hôm nay thì bác sĩ cũng sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi của mọi người nhé. Còn với cái thời lượng của chúng ta ấy, thì chắc chắn là cũng sẽ có những câu hỏi chúng ta sẽ còn phải dồn lại, thì mọi người có thể là inbox cho Thu hoặc là inbox cho bác sĩ Hương để hỏi những cái vấn đề liên quan đến câu chuyện là COVID và trẻ nhỏ. Và nói đến COVID thì chắc là các ba mẹ cũng sẽ là rất là lo lắng, và vì biết là cha mẹ lo lắng như vậy thì hôm nay em cũng mời trong livestream này một bác sĩ mà vẫn có chuyên môn rồi, và bên cạnh đấy thì cũng có một cái mà gọi là rất là đồng cảm với cha mẹ, đó chính là vừa mới hôm qua thì bác sĩ cũng phát hiện là cả nhà mình là dương tính, bao gồm cả các em bé nữa, và em bé cũng đang gọi là hâm hấp sốt, thì hôm nay cũng mời lên để gọi là có thể là có một cái cuộc nói chuyện giữa bộ ba. Vâng, xin mời bác sĩ Dung ạ, bác sĩ chuyên khoa xương khớp. Vâng, xin chào tất cả mọi người. Và cái buổi livestream này là một cái buổi livestream rất là đặc biệt khi mà chúng ta đang phát trên cả ba kênh, đó là kênh của chị Phạm Hà Thu, kênh của tiến sĩ bác sĩ Hương và kênh của Dr. Thùy Dung. Thế thì rất rất hôm nay rất là vui được gặp bác sĩ Hương, là một cái bác sĩ rất là có tâm đối với trẻ em, và trong cái quá trình vừa rồi thì đã đồng hành hỗ trợ cùng với lại rất nhiều em bé bị F0, và bác sĩ Hương cũng đã livestream ở trên page của bác sĩ Dung rồi. Những bạn nào mà đang follow kênh của bác sĩ Dung thì có thể thấy cái sự xuất hiện của bác sĩ Hương. Và rất là cảm ơn chị Hương đã dành những cái tình cảm đặc biệt và những cái sự hỗ trợ đặc biệt cho những cái F0 nhí trong cái giai đoạn này. Và chị Phạm Hà Thu thì là một biên tập viên rất là xinh đẹp và là một người cũng theo cái lĩnh vực sức khỏe, và mọi người cũng có thể follow cái page của chị Phạm Hà Thu để có thể là update những cái thông tin về sức khỏe ạ. Thì nói đến câu chuyện này thì bác sĩ hôm qua sáng nay thôi chứ không phải là hôm qua cũng phát hiện ra là cả nhà mình bị F0, và trong đấy thì cũng có một em bé là 15 tháng và một em bé là 4 tuổi. Tuy nhiên thì hôm nay thì một bé bé nhỏ thì bắt đầu là có dấu hiệu sốt và ho. Đó, thì hôm nay thì cũng mong là lên đây và chia sẻ cái câu chuyện của mình với mọi người, và sẽ nhờ là bác sĩ Hương sẽ chia sẻ xem là khi mà các bé bị F0 như vậy thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái gì, và có những cái sai lầm nào trong cái quá trình điều trị mà các mẹ hay gặp phải. Đó là bác sĩ Dung trong cái tuần tư vấn vừa rồi thì gặp rất là nhiều những cái vấn đề. Đó là các mẹ gửi cho rất là nhiều cái đơn thuốc, và trong những cái đơn thuốc đấy thì có rất là nhiều loại thuốc, ví dụ như là kháng viêm corticoid này, rồi kháng sinh này, đặc biệt là kháng sinh, có đâu đấy những cái đơn mà bác sĩ Dung thấy có đến hai loại kháng sinh cơ bác sĩ Hương ạ. Và thật sự là những cái đấy mà bác sĩ Dung cảm thấy là nó có gì đó sai sai. Đó, hôm nay thì rất là mong bác sĩ Hương sẽ có thể là giải đáp những cái đấy nữa. Vâng ạ. Đấy, vừa nói đến bác sĩ Dung thì mới phát hiện ra là con bác sĩ Dung cũng cùng tháng với cả con nhà Thu luôn. Thế nhưng mà đấy, nghe nói thế là đã thấy hai cái dấu hiệu khác nhau rồi, bởi vì là ở tuần trước thì hai bạn nhà em, bốn bạn là bao gồm cả hai bạn cháu nữa thì ở cùng một nhà, thì bốn bạn cùng mắc F0 cùng một lúc. Thế nhưng mà rất là trộm vía là các bạn ấy toàn gọi là ăn ăn uống ngoan, chơi ngoan và không có biểu hiện sốt như là con của bác sĩ Dung. Thì bác sĩ Hương có thể là nói các triệu chứng là tại sao kiểu các bé lại có những cái triệu chứng khác nhau như vậy, đúng không ạ? Alo. Bác sĩ Hương, có vẻ là chị Hương ơi, chị ấn nhầm vào vào cái phần màn hình của chị rồi ạ. Ok, bác sĩ Dung sẽ nói về phần triệu chứng của con để cho các ba mẹ cùng biết, và sau đó bác sĩ Hương sẽ chia sẻ cái phần là chuẩn bị những cái gì khi mà em bé là F0, đặc biệt là những cái đơn thuốc, cái gì sai lầm và cái gì đúng. Và mong mọi người xem cái livestream này thì nhớ share, để hy vọng là có nhiều các em bé F0 trong cộng đồng sẽ nhận được những cái giá trị từ những cái livestream chia sẻ. Bác sĩ Hương xin cảm ơn ạ. Vâng. À, bác sĩ Hương ơi, như là em vừa có nói chuyện với cả bác sĩ Dung đấy, là hai hai bạn nhà em là có những cái dấu hiệu, tức là nó rất là nhẹ, tức là mặc dù là hai bạn thì F0 và có cả bạn là ở cái chỉ số CT value là trên 20, nhưng mà các bạn thì chơi rất là ngoan và không có biểu hiện gì là ho hay sốt cả. Nhưng mà con bác sĩ Dung thì cũng bằng bằng tháng con em là hơn 1 tuổi,
thì bạn nhà bác sĩ Dung thì lại sốt này với cả ho, và hôm nay thì đến đến bây giờ là vẫn hơi mức sốt. Thì cái triệu chứng giữa các bé thì nó khác nhau như thế nào hả chị Hương? À vâng, à, vâng bác sư xin cảm ơn. Các ba mẹ cũng biết rất là cái khi mà em bé bị nhiễm F0 thì F0 thì tức là nhiễm virus SARS-CoV-2 đúng không ạ? Khi mà test các bạn ra dương tính, và cái con virus này thì nó xâm nhập rất là nhiều các cơ quan khác nhau, và cái cơ quan đầu tiên đó là cơ quan hay bị nhất, đó là bị mũi, bị họng, các em bé hay bị sốt này, rồi bị hắt hơi, sổ mũi, các cái triệu chứng giống như là gọi là giai đoạn đầu của đường hô hấp. Thế sau đó thì các em bé có thể ho, có thể khó thở. Thế bên cạnh đó thì con virus này nó xâm nhập về về mặt cơ chế bệnh học thì thôi nó hơi sâu, nhưng tóm lại là nó sẽ gây xâm nhập đến nhiều các cơ quan khác nhau trong cơ thể, đặc biệt là phổi, đặc biệt là đường hô hấp. Thế bên cạnh đó thì có các cái triệu chứng của đường tiêu hóa như là em bé có thể bị đau bụng này, em bé nôn, buồn nôn này, em bé tiêu chảy này, đó, hoặc các triệu chứng của cơ quan tim mạch như là đau tức ngực này, hoặc là có thể ở bị ở gan, ở thận, tóm lại là bị ở rất nhiều các cơ quan khác nhau có thể xâm nhập, và tùy theo từng cái gọi là cái khả năng, từng cái gọi là cái đáp ứng của từng cơ thể em bé thì sẽ có những cái biểu hiện triệu chứng khác nhau. Và người ta thấy rằng là gì? Phần lớn các em bé F0, các ba mẹ nhớ nhé, khi mà em bé F0 các mẹ thật sự bình tĩnh, bởi vì các nghiên cứu thế đều cho thấy rằng là gì, các em bé F0 phần lớn là ở thể nhẹ và thể không triệu chứng, còn cái thể nặng ấy thì nó chỉ chiếm dưới 5% thôi, và thể rất nặng thì nó chỉ chiếm dưới 1% thôi. Có nghĩa là cái diện gọi là cái mức độ nặng của em bé F0 thì phần lớn là không có mức độ nặng đó. Nên là đầu tiên là các ba mẹ phải thực sự là bình tĩnh. Thế như bạn Thu có chia sẻ là triệu chứng của em bé nhà Thu thì khác triệu chứng em bé nhà Dung, thì cũng rất là dễ giải thích thôi, tại vì nó phụ thuộc vào cái sức đề kháng của em bé, cũng như là phụ thuộc vào cái tải lượng virus của em bé mà bị nhiễm đó. Thế cho nên là thì các cái triệu chứng ở các cơ quan khác nhau, khi mà virus xâm nhập vào các cơ quan khác nhau thì sẽ thể hiện các triệu chứng khác nhau. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, nói đến các triệu chứng thì vừa nãy thì chị Hương có đưa ra một cái thông tin mà em nghĩ là các mẹ sẽ rất là cảm thấy là yên tâm phần nào ấy, đó chính là hầu hết là các em bé thì sẽ đều ở thể nhẹ, và thể thể nặng thì nó chỉ chiếm là 5% và rất nặng thì 1%. Thế thì như em bé nhà bác sĩ Dung ngày hôm nay ấy, thì mới hôm nay phát hiện thôi, thì hôm qua thì bác sĩ Dung thấy là em bé có triệu triệu chứng như thế nào ạ? Vâng, buổi chiều hôm qua thì bé vẫn chơi rất là ngoan, còn đêm hôm qua thì bé hơi hâm hâm sốt một chút. Sáng nay mẹ mới test cho con thì sáng nay thì bé cũng chỉ sốt nhẹ thôi, khoảng 37 độ 5, 38 độ, nên là cho đến thời điểm hiện tại mẹ cũng vẫn chưa dùng hạ sốt cho con, và chỉ có là cho bé uống thật là nhiều nước và tăng cái số lượng bú lên thôi, còn chưa dùng bất kể một loại thuốc gì. Còn em bé thứ nhất 4 tuổi test dương tính nhưng mà không hề có một triệu chứng gì cả, bé vẫn chơi bình thường, chỉ thỉnh thoảng ho hùng hắng một vài tiếng, thì chúng ta có thể nhận thấy là các dấu hiệu nó sẽ khác nhau giữa các em bé. Và cái quan trọng nhất trong cái điều trị COVID này là điều trị triệu chứng, chứ nó không có một cái đơn thuốc nào cố định cả. Trong cái buổi livestream ngày hôm qua thì bác sĩ Dung cũng đã nói, nhấn mạnh với mọi người trong cái câu chuyện là chúng ta cứ ra COVID, cứ ra hiệu thuốc hoặc là cứ ra đâu đấy là chúng ta sẽ được kê một cái đơn thuốc cố định, và trong đấy lúc nào cũng có những cái thành phần mà hàng ngày bác sĩ Dung nhận được. Đó là kháng viêm corticoid này, kháng sinh rồi, thuốc long đờm rồi, thuốc giảm ho, rất là nhiều thứ linh tinh ở trong đấy, một cái đơn thuốc khoảng 10 loại thuốc, và bác sĩ Dung không biết nó để làm gì luôn, bởi vì bản chất là hai đứa con của bác sĩ Dung cho đến thời điểm hiện tại là chưa dùng một loại thuốc nào cả, hoặc là cái đứa bé 4 tuổi cho đến thời điểm hiện tại là cũng chưa dùng một liều kháng sinh nào đó. Thì cái câu chuyện này thì có lẽ là nói hơi gọi là múa rìu qua mắt thợ rồi, nên là mong là bác chia sẻ nhiều hơn ạ. À, vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Dung. À, và bây giờ thì bác sĩ Hương sẽ chia sẻ với các ba mẹ và các bạn cái gói thuốc mà các ba mẹ và các bạn có thể chuẩn bị cho em bé F0 tại nhà. Đầu tiên đó là gì? Đó là em bé F0 điều trị tại nhà phải có tiêu chuẩn, tức là những em bé ở thể nhẹ và thể không triệu chứng. Đó, thể nhẹ, bởi vậy cho nên là khi mà các ba mẹ nhận được cái xét nghiệm là em bé là F0 dương tính, thì gọi test dương tính là F0, thì đầu tiên là các ba mẹ cần phải có số điện thoại của nhân viên y tế, bác sĩ riêng của mình, hoặc là gọi đến trung tâm y tế hoặc là y tế phường của mình để mà xem là em bé nhà mình được phân loại là cái nhóm điều trị tại nhà hay là nhóm nhập viện. Đấy, bước đầu tiên là như thế.
điều trị tại nhà thường là những em bé thể nhẹ, có ba cái tiêu chí sau là em bé thể nhẹ, tức là em bé chỉ có các cái triệu chứng như là sốt nhẹ, hắt hơi, sổ mũi, đau mỏi cơ, vân vân, và không có các cái biểu hiện nặng, và không có cái đặc biệt là không có biểu hiện tổn thương phổi. Có nghĩa là gì? Là em bé có nhịp thở bình thường và em bé có SpO2 bình thường đó. Bình thường em bé SpO2 sẽ là từ 96 trở lên đó. Thế nhịp thở thì là người bác sĩ cũng yêu cầu nhịp thở lại phải tính theo tuổi, mình có nghĩa là, và cộng với nữa là em bé, hoặc là em bé không có bệnh nền, hoặc là có bệnh nền đã phải ổn định, là cái tiêu ba cái tiêu chí cơ bản để mà biết được rằng em bé F0 của mình là bị điều trị tại nhà hay phải vào viện. Đấy, bước đầu tiên là chúng ta phải phân loại đó. Và thứ hai nữa là các bạn cần phải biết là nếu trong trường hợp mà em bé nhà mình bị tiến triển nặng lên thì cần phải đi đến đâu đó, thì để lúc đấy mình không bị bị bối rối và không bị mất thời gian nhiều, để mà rút ngắn được những cái thời gian gọi là thời gian quý để mà giúp cho em bé được điều trị kịp thời. Tiếp theo nữa, vậy thì các bạn sẽ cần chuẩn bị những cái dụng cụ gì? Rồi đầu tiên là cái phần cách ly không gian. Nếu các bạn ra phòng nhà mình mà có phòng ấy, phòng riêng, các bạn có thể để em bé cách ly thành phòng riêng, còn nếu không thì chúng ta sẽ để một cái không gian cho em bé. Chúng ta sẽ chuẩn bị các cái đồ đồ dùng cần thiết cho con, và đặc biệt là phải có cái đồ để giúp cho con giải trí trong cái quá trình mà em bé cách ly. Bên cạnh đó chúng ta phải có một cái chế độ dinh dưỡng tốt, là cái phần dinh dưỡng này khá là sâu, bác sĩ Hương sẽ phải chia sẻ một buổi riêng biệt, nhưng bác sĩ chỉ nói cái chung thôi. Thì bây giờ thì các bà mẹ quan tâm nhất đó là phần y tế, các bạn chuẩn bị những gì về y tế? Thì đầu tiên các bạn phải có hai thứ: dụng cụ và thuốc. Dụng cụ bắt buộc phải có, đó là cái nhiệt kế, đúng không? Các bạn nên sử dụng cái nhiệt kế điện tử để cho nó an toàn cho con. Và thứ hai nữa là cái kẹp đo độ bão hòa oxy để theo dõi được nồng độ độ bão hòa oxy của con, cũng như là theo dõi mạch của con trong quá trình các bạn theo dõi chữa chăm sóc con. Phần thứ hai là về phần thuốc, các bạn cần phải sử dụng những gì? Thứ nhất là các bạn xác định rằng điều trị F0, điều trị em bé F0 không có thuốc điều trị đặc hiệu, hoàn toàn là điều trị triệu chứng. Đó, hoàn toàn là chỉ điều trị triệu chứng thôi. Cho nên là các bố mẹ cần phải chuẩn bị đầu tiên, đó là các cái nước mà súc miệng rồi nhỏ mắt nhỏ mũi cho em bé để vệ sinh, đúng không? Cái phần thứ hai là các bạn cần phải có, và gần như là hầu như các em bé của chúng ta đều có cái biểu hiện sốt từ nhẹ đến vừa đến nặng, phần lớn phải đến hơn 90% là sẽ có là biểu hiện như vậy. Thì cái thuốc thứ hai các bạn cần quan trọng đó, các bạn cần phải chuẩn bị, đó là thuốc hạ sốt đó. Thuốc hạ sốt thì các bạn sẽ sử dụng, đó là thuốc hạ sốt, nên sử dụng thuốc hạ sốt có thành phần là paracetamol để mà an toàn cho con. Bên cạnh tuy nhiên là các bạn cũng sẽ chuẩn bị sẵn cho mình một lọ ibuprofen để trong trường hợp mà em bé sốt quá cao thì bạn có thể sử dụng ibuprofen cho con đó. Rồi tiếp theo nữa là các bạn, vậy thì cái thuốc có thành phần là paracetamol thì ở em bé nó sẽ khác với người lớn ở chỗ, đó là các con sẽ phải sử dụng thuốc theo cái gọi là theo cân nặng. Đó. Người lớn thì chúng ta chỉ có một liều là 500 mg một lần khi mà sốt thôi, nhưng em bé thì chúng ta sẽ sử dụng với cái liều là 10 đến 15 thôi, cứ tính cái liều mà nó an toàn là 10 đến 15 mg cho một cái cân nặng một lần khi mà em bé sốt trên 39 độ. Còn và cách 4 đến 6 tiếng một lần nếu em bé vẫn còn sốt trên 39 độ. Các bạn nên hiểu rằng là sốt là một cái phản ứng rất là tốt cho cơ thể. Khi mà em bé bị sốt, tức là cái thời điểm mà cơ thể của em bé đấu tranh với con virus. Cho nên các bạn đừng có hạ nhiệt sớm. Khi mà hạ nhiệt sớm quá thì vô hình chung các bạn là mất đi cái phản ứng tốt của cơ thể. Đó, chỉ trừ khi những em bé mà có tiền sử sốt giật thì lúc đó chúng ta mới cần phải hạ thuốc, hạ sốt sớm thôi. Và một cái thứ hai nữa là nếu như các bạn dùng thuốc hạ sốt quá liều quy định thì sẽ dẫn đến tổn thương gan, suy gan do thuốc hạ sốt, thì thực sự là gần như không có khả năng cứu chữa, vô cùng nguy hiểm. Khi mà em bé sốt cao có khi cũng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng nếu như các bạn mà lo lắng quá, các bạn dùng quá nhiều thuốc hạ sốt quá liều thì sẽ dẫn đến ảnh hưởng đến tính mạng. Và người ta tính rằng cái liều mà liều maximum cái paracetamol là không được quá 60 mg cho 1 gram cân nặng trong vòng 1 ngày, trong 24 tiếng. Đó, để các bạn biết rằng là mỗi lần các bạn chỉ được dùng là từ 10 đến 15 mg một gram cân nặng và cách 4 đến 6 tiếng một lần. Đó. Nếu như các bạn dùng cái khi mà các bạn giả sử em bé sốt 40 độ thì các bạn có thể dùng xen kẽ đấy là cái ibuprofen, ibuprofen với cái liều là từ 8 đến 10 mg cho một gram cân nặng, nhưng vẫn phải cách cái thuốc hạ sốt kia là 4 đến 6 tiếng. Đấy là cái phần bác sĩ nhấn mạnh khi mà các bạn dùng thuốc hạ sốt cho con.
Đó. Đấy, như vậy là cái thuốc thứ hai là thuốc hạ sốt đúng không ạ? À, cái thuốc thứ ba mà các bạn chuẩn bị đó là thuốc ho. Thuốc ho thì các bạn chỉ cần dùng các cái loại thuốc dân gian, ví dụ như là ích nhi rồi bổ phế rồi thuốc span, hoặc có thể dùng các cái thuốc long đờm như là Esomux, Halisol vân vân. Đó thì các bạn có thể sử dụng nếu mà em bé có triệu chứng ho, bởi vì cái triệu chứng hô hấp cũng là một triệu chứng, một trong những cái triệu chứng khá là phổ biến khi mà gặp ở em bé F0. Rồi, cái triệu chứng thứ ba, cái nhóm thuốc gọi là nhóm thuốc thứ tư mà các bạn chuẩn bị, đó là nhóm thuốc về đường tiêu hóa. Nhóm thuốc về, bởi vì có thể là cái tỷ lệ cũng có một tỷ lệ lớn em bé bị mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa khi mà bị F0, ví dụ như em bé bị nôn, em bé bị đau bụng hoặc em bé bị tiêu chảy, thì khi đó các bạn sử dụng các cái loại men tiêu hóa để mà hỗ trợ cho con. Và thứ hai nữa là các bạn cần phải có Orezon. Orezon thì nhớ là các bạn phải pha đúng Orezon, pha thông thường cái gói Orezon cho trẻ em là pha một gói với 200 ml và tuyệt đối không được chia nhỏ, càng chia nhỏ thì càng nguy hiểm, dẫn đến rối loạn điện giải, rất là nguy hiểm cho con. Thì cái Orezon đó các bạn sẽ sử dụng để bù nước cho em bé khi mà em bé nôn hoặc em bé tiêu chảy hoặc là em bé sốt cao thì cũng rất là cần nước. Đó, đấy là cái phần nhóm thuốc thứ tư. Và nhóm thuốc thứ năm đó là cái loại vitamin hỗ trợ cho con, ví dụ như vitamin D. Vitamin D các bạn nên sử dụng cho các em bé không chỉ trong giai đoạn F0 đâu mà kể cả giai đoạn sau này nữa, bởi vì vitamin D bên cạnh cái việc mà cái gọi là cái tác dụng mà các bạn thấy rất là quen thuộc, đó là tăng chiều cao, đó là chống còi xương đúng không ạ, thì vitamin D còn có vai trò trong cái việc làm miễn dịch nữa, tăng cường miễn dịch cho các con. Vitamin D, vitamin C là cái vitamin các bạn nên bổ sung cho em bé trong cái giai đoạn mà em bé bị F0. Đó, thì đấy là năm cái nhóm thuốc mà các bạn nên chuẩn bị cho em bé khi mà em bé bị F0. Đó. Và nhân tiện đây, cũng như lúc nãy bác sĩ Dung có chia sẻ, là bác sĩ Dung nhận được rất là nhiều những cái đơn thuốc khi mà các bạn ra hiệu thuốc trình bày nhận cái đơn thuốc F0, trong đó lại có cả kháng sinh rồi lại có cả corticoid. Vậy thì có bốn thứ không mà các bạn nhớ nhé. Thứ nhất là em bé bị F0 không có chỉ định dùng kháng sinh. Tại sao? Tại vì kháng sinh không diệt được virus. Kháng sinh chỉ sử dụng khi mà em bé F0 có tình trạng bội nhiễm. Đó, cần phải có chỉ định của bác sĩ, không được tự động mua kháng sinh. Để các bạn dùng như thế vô hình chung là hại cho con, mà lại không giải quyết được cái tình trạng bệnh của con, thậm chí làm cho cái em bé mệt mỏi hơn và có nhiều tác dụng phụ hơn và tăng cái nguy cơ kháng kháng sinh ở trong cộng đồng. Như vậy là em rõ ràng là nhiễm virus thì kháng sinh không có vai trò gì cả, nên không chỉ không những không được dùng kháng sinh mà đây còn có cả những cái đơn hai kháng sinh, thì thực sự là đáng buồn và đáng tiếc luôn á. Mặc dù là những cái chia sẻ này đã có rất là nhiều trong cộng đồng, cho nên các ba mẹ nhớ share giúp bác sĩ Hương cái livestream này. Mỗi người hiện tại đang có 199, gần 200 mắt xem. 200 mắt xem này mọi người chia sẻ, mỗi người một chia sẻ thì sẽ giúp ích được rất rất là nhiều cho cộng đồng. Đó. Bởi vì bây giờ có quá nhiều những các cái sai lầm của các ba mẹ, đôi khi là bị lạm dụng thuốc. Đó. Như vậy là kháng sinh là không không có chỉ định dùng trong trong em bé F0, và cả guideline hướng dẫn của Bộ Y tế dành cho em bé F0 thì cũng không có sử dụng kháng sinh. Nhá. Trong trường hợp em bé sử dụng kháng sinh là phải có chỉ định của bác sĩ, thường là những em bé nặng em bé phải nhập viện, còn những em bé F0 điều trị tại nhà là em bé thể nhẹ không có chỉ định dùng kháng sinh đó, và kháng sinh không diệt được virus. Đấy là cái không đầu tiên. Cái không thứ hai đó là không sử dụng corticoid cho em bé F0 điều trị tại nhà. Corticoid chỉ dùng cho em bé F0 thể khi mà phải vào viện thôi đó. Nhưng các bạn nhớ nhé, khi mà dùng corticoid, mà đặc biệt là nếu như dùng sớm, dùng corticoid thậm chí còn làm cho bệnh nặng hơn, bởi vì nó gây ức chế miễn dịch. Em bé nhà mình đã bị nhiễm như vậy làm cho cái quá trình đáp ứng miễn dịch của em bé lại càng bị yếu hơn, và thậm chí lại còn làm là cơ hội để nhân lên của các con virus nó được nhiều hơn. Cho nên là nếu các bạn dùng corticoid thì thậm chí là làm cho em bé nhà mình còn nặng hơn, là vô hình chung là làm hại em bé của mình. Đó, như vậy là corticoid là không dùng, kháng sinh là không dùng, corticoid là không dùng. Xông hơi cũng không áp dụng cho em bé nhé, các bạn nhớ nhé, xông hơi không áp dụng cho em bé F0 rồi ạ, và không cho em bé ra ngoài để hạn chế cái việc mà lây lan ra cộng đồng. Thế như vậy là chúng ta phải có 4 không đối với em bé F0, và bác Dương hy vọng là cái livestream này sẽ giúp ích được các ba mẹ tránh được những cái sai lầm khi mà chăm sóc em bé F0. Cái sai lầm đầu tiên mà bác Dương nói đó là sử dụng kháng sinh là không đúng. Sai lầm thứ hai là sử dụng corticoid, và sai lầm thứ ba vô cùng nguy hiểm đó là các bạn quá lo lắng về vấn đề sốt của con mà bị quá liều thuốc hạ sốt, thì thực sự đấy là gần như là không có khả năng cứu được khi mà em bé suy gan do thuốc hạ sốt.
Và cái sai lầm thứ sáu đó là cái việc mà bù orezon không đúng cách, thì đấy cũng là những cái sai lầm rất là nguy hiểm khi mà các bạn chăm sóc em bé F0. Và bác sĩ Hương hy vọng là cái phần chia sẻ này sẽ giúp ích được các bà mẹ trong cái quá trình chăm sóc em bé F0 của mình. Và các bà mẹ phải nhớ một lần nữa, bác sĩ Hương nhấn mạnh rằng là điều trị F0 tại nhà là hoàn toàn điều trị triệu chứng, không có cái gì điều trị đặc hiệu cả. Và thuốc kháng virus, thuốc xanh, thuốc đỏ thì các ba mẹ cứ ấp lên hỏi bác sĩ Hương, không có dùng cái thuốc đấy. Và thuốc kháng virus không dùng, không có chỉ định dùng cho em bé dưới 18 tuổi. Đó, nên các bạn mẹ nhớ nhé, không có dùng thuốc kháng virus cho em bé dưới 18 tuổi. Còn những em bé mà phải sử dụng thuốc kháng virus là những em bé rất là nặng, là phải vào viện. Đó, còn em bé thông thường thì chúng ta không sử dụng thuốc kháng virus, được chưa ạ? Đấy, thuốc xanh, thuốc đỏ thì thôi các ba mẹ đừng có đặt câu hỏi bác sĩ Hương, cái đấy không có trong guideline hướng dẫn của Bộ Y tế luôn ạ. Vâng, xin cảm ơn sự chú ý của mọi người. Vâng, và có một cái phần mà có lẽ là trong cái chia sẻ vừa rồi của bác sĩ Hương thì chúng ta đã nghe rất là nhiều về các nhóm thuốc, đặc biệt là corticoid này, kháng sinh và kháng virus. Thì bác sĩ Hương đã chia sẻ rất nhiều về những nhóm thuốc này. Còn một cái nhóm thuốc nữa mà các mẹ cũng hay gặp sai lầm trong cái việc là sử dụng cho con của mình, đấy là cái nhóm thuốc điều trị ho, bác sĩ Hương ạ. Có rất là nhiều những cái đơn thuốc phối hợp hai nhóm thuốc hoặc ba nhóm thuốc điều trị ho với nhau, và bác sĩ Dung cũng không hiểu tại sao lại phối hợp như thế. Thì cái điều này khi mà con ho thì mẹ rất là sốt ruột. Cái vấn đề là cái triệu chứng ho thì mọi người sẽ hiểu cái phản xạ để bảo vệ cơ thể rất là tốt. Tuy nhiên thì khi mà nghe con ho sù sụ ra là bắt đầu các mẹ sốt ruột lắm, phải đi tìm ngay cái thuốc ho nào cho con mình uống để cho con mình có thể là đỡ ho ngay lập tức. Đó, thì mong bác sĩ Hương sẽ nói thêm về một cái chủ đề nữa, đấy là cái điều trị ho ở trẻ nhỏ mà các mẹ đang gặp phải ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Dung. Đúng là cũng là một cái câu mà rất nhiều mẹ gọi điện hỏi bác sĩ Hương là con em ho lắm, em bác có thay thuốc khác không, rồi em có thêm thuốc khác nữa không, vân vân, rồi có dùng kháng sinh không. Đó, thế thì câu đầu tiên mà bác sĩ Hương cần hỏi đó là gì? Đó là em bé nhà mình là nhịp thở bao nhiêu, SpO2 bao nhiêu. Bởi vì ho là một cái phản xạ tốt của cơ thể, cũng giống như sốt ấy, là một cái phản xạ tốt, tức là khi mà có bất cứ một cái gì tác động vào đường thở của em bé thì sẽ gây phản xạ ho. Đó, khi mà em bé bị viêm đường hô hấp, xuất tiết, tăng tiết đờm thì đấy cũng kích thích làm cho em bé ho. Đó, và các bạn xác định rằng là ho trong nhiễm COVID, thậm chí là sau này khi mà các bạn test âm tính rồi, qua cái giai đoạn F0 rồi, em bé vẫn còn có thể ho nữa, và thậm chí là ho kéo dài. Người ta nghiên cứu thậm chí là thằng thấy 1 tháng, 2 tháng, thậm chí đến cả 3 tháng. Nhưng cái quan trọng là gì? Cái ho đó không gây, mà cái phổi, tức là lúc đó em bé không có viêm phổi, có nghĩa là nhịp thở bình thường, SpO2 bình thường, thì không có cái gì phải quá lo lắng cả. Khi mà em bé ho có nghĩa là em bé còn có phản xạ tốt. Các bạn chỉ cần dùng các cái thuốc ho long đờm hỗ trợ để cho em bé đờm nó dễ long ra, để cho em bé dễ, tức là để cho nó đỡ bị khó chịu thôi. Chứ còn cái việc ho của em bé thì không phải là đó, là các bạn phải nghĩ rằng là đấy là cái phản xạ tốt. Đó. Và chỉ quan trọng là các bạn phải đếm được cho bác sĩ Hương nhịp thở cũng như là SpO2 để tiên lượng là em bé nhà mình cái tổn thương này nó đã vào phổi chưa, để chúng ta có thể là đưa em bé đến viện kịp thời. Đó, thì đấy là cái mà bác sĩ Hương rất là mong muốn mọi người đừng có quá hoảng sợ khi mà em bé ho. Và có một vấn đề bác sĩ Hương chia sẻ, tại vì bác sĩ Hương là bác sĩ chuyên về hen và dị ứng, nên nếu với những em bé mà có tiền sử hen thì khi mà em bé ho thì chúng ta lại không dùng thuốc long đờm, mà lúc đó các bạn phải sử dụng cho bác sĩ Hương đó là thuốc xịt Ventolin, hoặc là thường là bác sĩ Hương sẽ khuyên những ở trong giai đoạn thông thường, bệnh nhân thông thường mà không COVID thì khí dung hoặc là xịt, nhưng trong giai đoạn em bé bị nhiễm COVID thì thông thường bác sĩ Hương sẽ khuyên bệnh nhân sẽ dùng dạng xịt để hạn chế cái việc mà phát tán virus ra môi trường. Ok ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bác sĩ Dung. Chị Hương ơi, chắc là mình sẽ xem qua các câu hỏi của mọi người ở bên cạnh nhé, bởi vì em thấy là chắc là những cái câu hỏi này nó sẽ trùng với những cái mà em và bác sĩ Dung sẽ định hỏi chị đấy ạ. Ok. Đây ạ. Cái này mình chắc là bác sĩ Dung ghim lên, bởi vì làm em với bác sĩ Dung thì lại không ghim được. Ok ok. Đây ạ, có câu hỏi bác sĩ Dung, bây giờ chúng ta sẽ vào cái bác sĩ Dung sẽ trả lời câu hỏi này. Cho em hỏi, con em 8 tuổi phải xịt Frisotide dự phòng hen, hiện con bị F0, vậy con có tiếp tục dự phòng đúng dự xịt dự phòng đúng không ạ? Vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn, một câu hỏi rất là hay. Tất cả các em bé đang có bệnh nền thì phải tiếp tục duy trì bệnh nền, và hen phế quản là một trong những cái bệnh nền có thể, nếu như trong trường hợp mà em bé hen không kiểm soát thì có thể là một trong yếu tố nguy cơ làm cho cái tiến triển bệnh của COVID có thể bị nặng lên. Nên là các em bé hen phế quản thì hen phế quản nói riêng và bệnh nền nói chung là phải tiếp tục duy trì cái thuốc mà đang điều trị,
Dạ, cảm ơn câu hỏi của em. Rồi ạ, rất là cảm ơn mọi người đang xem livestream ngày hôm nay. Mọi người nhớ share giúp bác sĩ Hương nha. Dạ, có bạn là Nguyễn Hạnh có hỏi. Bé nhà cháu da khô, ngứa về mùa đông hanh khô mùa lạnh. Mùa lạnh này tắm thì có nên dùng vài giọt dầu tràm hay nước gừng, dùng loại kem giữ ẩm nào cho bé viêm da cơ địa hanh khô nứt nẻ không ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Câu hỏi này thì không biết bác sĩ trả lời hay bác sĩ Dung trả lời nhỉ? Câu này bác sĩ Bác sĩ Dung trả Dung và lời bác cũng được, sĩ. do là vấn đề là con nhà bác sĩ Dung cũng bị cái trường hợp tương tự, có bị viêm da cơ địa này, có bị da khô nứt nẻ vào mùa đông, và bác sĩ Dung cũng đã dùng rất là nhiều cách để điều trị cho con mình. Bởi vì cái bệnh này thì là từ bố của bạn ấy cho đến bây giờ cũng thỉnh thoảng cũng vẫn bị tái phát viêm da cơ địa. Và cái vấn đề là khi mà chúng ta tắm, chúng ta dùng những dầu tràm hoặc nước gừng, nếu như mà da bé không hợp thì có thể khởi phát một cái viêm da cơ địa tái phát. Do vậy mà chúng ta nên là các bé nên các bạn không nên tắm cho bé tắm bằng dầu tràm hay nước gừng, mà chúng ta nên dùng cái sản phẩm dành riêng cho viêm da cơ địa, đó là bác sĩ Dung thì hay dùng cái Zia da của Ba Lan. Thì Zia da này nó sẽ có cái hàm lượng ure 1% này, 5% và 10%. Thì đối với các trường hợp mà bé bị nặng thì các bạn có thể dùng hàm lượng 5 đến 10%. Thì cái Zia da nó sẽ là cực kỳ tốt và một loại kem mà bác sĩ da liễu nhi rất là hay kê cho các bé. Vâng ạ, chị Hương có thể cho cả ba người lên màn hình thì chúng ta sẽ trao đổi nó sẽ dễ hơn ạ. Vâng, Hương ơi, rất là cảm ơn. cho em nhờ một tí với. Em nghĩ là những cái câu hỏi này thì chị cứ để ba người đi, để có gì là nếu mà trong khi chị trả lời mà bác sĩ Dung thấy có cái ý kiến nào hay thì bác sĩ cũng có thể là thêm vào để thêm một cái góc nhìn nữa cho những các bạn đang hỏi câu hỏi ạ. Ok, vậy ạ. Vâng, Vâng, cảm ơn xin mời câu em. hỏi tiếp theo. Bác sĩ Hương sẽ cùng với cũng qua câu hỏi vừa xong thì bác sĩ Hương cũng sẽ chia sẻ một chút về cái viêm da cơ địa, vì bác sĩ Hương lại là bác sĩ chuyên về hen và dị ứng. Và viêm da cơ địa là một trong những cái bệnh lý 80% là do yếu tố kích thích dị ứng. Đó. Vậy thì cái bệnh viêm da cơ địa, để mà giải quyết được bệnh viêm da cơ địa, cái mà các bạn băn khoăn thì không phải là thuốc đúng không ạ? Hầu như các bạn bôi thuốc gì em bé cũng đỡ. Phần lớn là như vậy. Nhưng cái mà các bạn băn khoăn đó là cái việc mà em bé thường xuyên bị tái đi tái lại. Vậy thì để cho em bé đỡ bị tái đi tái lại thì có hai vấn đề các bạn cần phải làm. Đó là giữ ẩm da và cái vô cùng quan trọng. Đó là phải tránh được yếu tố kích thích. Đó. Bởi vì là khi mà em bé bị tái lại có nghĩa là em bé liên quan đến yếu tố kích thích. Nếu như các bạn không giải quyết được cái vấn đề đó thì em bé sẽ thường xuyên bị tái đi tái lại. Đó. Cho nên là cái việc rất rất là quan trọng là vậy, là làm tránh được yếu tố kích thích. Vậy thì làm thế nào để mà tránh được yếu tố kích thích? Thực sự là cái vấn đề này để mà điều trị cho bệnh viêm da cơ địa, các bạn xác định rằng là không ai khác ngoài bố mẹ, không có bác sĩ nào để mà có một cái thuốc tiên nào để mà cho em bé là em bé khỏi dứt điểm. Cái đấy thì không có, bởi vì cái bản chất bệnh này là do gen quy định. Đó. Vậy thì bác sĩ Hương đã thiết kế ra một cái bài tập checklist các cái yếu tố viêm da cơ địa. Các ba mẹ có thể bác sĩ Hương sẽ gửi đường link, các ba mẹ có thể vào đó lấy nhận, và các ba mẹ vào cái web của bác sĩ Hương là bacshương.com phần quà tặng, và ở đó thì bác sĩ Hương tặng hoàn toàn miễn phí, các ba mẹ có thể vào đó để mà download về để mà làm đó. Và bởi vì tại sao bệnh viêm da cơ địa thì không rất là khó để làm test dị ứng, bởi vì phần lớn là các em bé bị dị ứng chậm đó, dị ứng chậm mà làm test da, test lành da hoặc là cái bộ IgE đặc hiệu các ba mẹ thường làm thì hầu như là nó sẽ âm tính. Đó. Bởi thế cho nên là phải có một cái phần là làm bài tập checklist. Và có một cái nữa đó là liên quan đến cái giữ ẩm da cho em bé. Để giữ ẩm da cho em bé, các bạn dùng các loại kem Zia da như bác sĩ Dung dùng rất là tốt. Thực ra thì trên thị trường có rất là nhiều loại khác nhau. Về cơ bản các cái loại kem thì đều có vai trò giữ ẩm. Tuy nhiên có một vấn đề đó là khi mà em bé bị da cơ địa thì nó sẽ liên quan đến một cái giảm cái tổng hợp một cái chất gọi là ceramide. Cho nên là các bạn dùng loại kem gì cũng được, nhưng nếu như trong cái loại kem mà trong giai đoạn cấp, giai đoạn đặc thì các bạn cần dùng cái loại đặc hiệu. Đó là các bạn đọc thành phần. Với bác sĩ Hương thì thấy có rất là nhiều tên khác nhau, nhưng thông thường bác sĩ Hương sẽ đọc thành phần. Nếu như trong thành phần đó có ceramide thì như vậy là sẽ phù hợp cho em bé da cơ địa. Đấy. Và một trong những cái sản phẩm mà bác sĩ Hương hay sử dụng để mà điều trị cho các con đó là cái Ceradan. Thì trong đó cái thành phần ceramide rất là tối ưu, nhưng cái đấy nó khá là đắt nên thường là chỉ có dùng trong cái giai đoạn cấp thôi. Và bên cạnh đó các bạn nhớ là cái việc tắm
cái yếu tố, một trong những yếu tố kích thích thì nó sẽ liên quan đến các bạn sử dụng sữa tắm cho em bé. Thì về nguyên tắc các bạn nên nhớ nhớ là không màu sữa tắm này, chất rất tự nhiên, không màu, không mùi và không có bọt, thì như vậy sẽ đỡ được cái yếu tố kích thích cho con. Thì đấy là những cái mà các ba mẹ chú ý để mà chăm sóc em bé ra cơ địa của mình. Vậy ạ, xin cảm ơn. Ok ạ, bây giờ bác sĩ Hương sẽ sang phần tiếp Vâng, xin theo. mời cô giải thích ạ. Vâng. À, câu hỏi của bạn Thủy: chị gái em đang có bầu 4 5 tháng F0 mà chưa tiêm mũi nào thì có ảnh hưởng tới thai nhi không ạ? À, và cần phải làm gì lúc này? Em cảm ơn bác sĩ. À, vâng, cảm ơn câu hỏi của bạn. À, khi mà một bệnh nhân mang bầu 4 5 tháng có F0 mà lại chưa tiêm mũi nào thì thực sự đấy cũng là những cái nguy cơ cao. À, còn có ảnh hưởng đến thai nhi hay không thì cái đấy hoàn toàn là phải theo dõi em ạ. Nên phải được theo dõi của bác sĩ sản trong cái quá trình mà phát triển của bào thai. Đó. À, và riêng các em, các gọi là bà bầu bị F0 thì cần phải được hỗ trợ tư vấn đặc biệt từ các bác sĩ, đặc biệt là những các bác sĩ chuyên về sản khoa. À, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Không biết là bác sĩ Dung có comment gì trong trường hợp này không? Dạ không ạ, không mời bác sĩ Hương trả lời. Ok ạ, cảm ơn câu hỏi của em. Rồi ạ. Có một cái câu hỏi về men G6PD thì hôm nay bác sĩ Dung cũng nhận được 3 trường hợp như thế này, thì mong bác sĩ Hương có thể chia sẻ thêm một chút vì các mẹ cũng đang rất là lo lắng về cái trường hợp mà em bé mà thiếu men G6PD và hiện tại thì các mẹ bé lại mắc cái trường hợp bị nhiễm COVID trên cái em bé mà bị thiếu cái men G6PD này. Thì mong bác sĩ Hương có thể giải đáp một chút về cái trường hợp này. À, vâng, thực ra thì các bạn em bé thiếu men G6PD thì cũng chăm sóc như là trẻ bình thường thôi. Chỉ có điều là mình sẽ tránh những cái loại thuốc mà không được dùng cho em bé bị thiếu men G6PD. Và thông thường thì những em bé bị thiếu men G6PD thì bao giờ cũng đã có sẵn một cái checklist những cái thứ gì dùng được và những cái thứ gì chưa dùng được. Còn lại vấn đề chăm sóc không có cái gì đặc biệt cả, bởi vì hoàn toàn là điều trị triệu chứng thôi. Nên các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Chỉ có điều là các bạn sẽ lựa chọn những cái loại thuốc mà nó ví dụ như em bé bị sốt hoặc em bé bị ho thì sử dụng những cái loại thuốc mà không nằm trong cái danh mục mà em bé không được dùng, thế là được thôi ạ, chứ không có vấn đề gì phải quá lo lắng. Ok ạ. Chà, đây có một câu hỏi rất rất là dài này. À, bác sư sẽ đọc câu hỏi này của mẹ, chắc là rất là nhiều tâm tư cho nên là có một câu hỏi rất là dài. À, em chào bác sĩ, nhà em bé nhà em 13 tháng, test nhanh ra hai vạch, biểu hiện là sốt nhẹ, mất một ngày đầu và hơi gây cổ. Em đã mua thuốc từ một bác sĩ, ôi rồi gồm cái gì đây, combomon azithromycin, mà sau đó em tìm hiểu thì thấy hai loại kháng sinh liền, em uống 3 ngày bé đã bình thường và ổn, nhưng em lo lắng về các thông tin là không nên dùng kháng sinh. Bác sĩ tư vấn với trường hợp nhà em thì chăm sóc hậu Covid như thế nào ạ? Và dùng nhiều kháng sinh như thế có ảnh hưởng gì không ạ? Ok. À, thực ra là cái việc mà dùng kháng sinh mà các bạn là nhận được đơn từ một bác sĩ thì chắc là bác sĩ nghĩ rằng là bác sĩ đó cũng phải hỏi rất là kỹ bạn. À, thì không hiểu, thông thường các bác sĩ thì thường chỉ cho kháng sinh khi mà thực sự là em bé có tình trạng bội nhiễm thôi. Đó. Thế còn trong kia không biết là trong trường hợp em bé nhà em có tình trạng bội nhiễm không thì bác sĩ không được tiếp xúc ngay từ đầu, nên là bác sĩ cũng rất là khó comment. Nhưng mà về nguyên tắc là nếu như trường hợp mà nhiễm F0 mà không có bội nhiễm thì kháng sinh là không cần thiết. Thế còn không biết là trường hợp của em có bị bội nhiễm không thì cái này bác sĩ không comment, không có bình luận được, bởi vì lúc đấy bác sĩ Hương không phải là người tiếp xúc đầu tiên với con. Đó. Và có vấn đề là tư vấn hậu Covid cũng là một vấn đề rất là nan giải hiện nay. Tuy nhiên là các ba mẹ cũng không nên quá lo lắng, chỉ có điều là chúng ta không chủ quan thôi. Các em bé thì nên khám hậu Covid ở tuần thứ tư và tuần thứ 12. Phần lớn các em bé của chúng ta là sẽ tự gọi là gọi tự hồi phục, tức là các cái phản ứng đáp ứng phản ứng miễn dịch sẽ tự tự kiểm gọi là sẽ tự hạn chế xong sau 4 tuần và 12 tuần. Tuy nhiên cũng có một số em bé cái phản ứng miễn dịch nó vẫn tiếp tục xảy ra sau khi mà em bé gọi là qua giai đoạn F0.
Và các bạn rất là cũng nghe nhiều đến cái hội chứng missing. Hội chứng đó thì rất là nặng, tuy nhiên là cái tỷ lệ rất là hiếm. Khi mà đưa ra những cái trường hợp này chỉ để mong các ba mẹ không phải là hoảng sợ mà là không chủ quan trong cái quá trình mà theo dõi em bé F0 sau cái giai đoạn F0. Vậy thì có một cái điều là nếu như chúng ta phát hiện và xử trí sớm thì hoàn toàn là có thể giúp được con vượt qua những các giai đoạn hiểm nghèo. Lý do nên là cái điều quan trọng để mà chăm sóc em bé hậu COVID đó là các ba mẹ quan sát thật kỹ, và nếu có bất cứ một cái dấu hiệu gì xảy ra sau giai đoạn mà em bé nhiễm COVID, đặc biệt là giai đoạn từ 2 cho đến 6 tuần, thì các ba mẹ cần phải cho em bé đi khám sớm để mà được chẩn đoán, để được làm xét nghiệm, để mà có thể phát hiện được nếu chẳng may mà em bé nhiễm cái hội chứng đó, thì xử trí sớm thì gần như là các em bé sẽ rất là ok đó, nên các ba mẹ không phải quá hoảng loạn đó. Chỉ có điều là mình có vấn đề gì thì mình phải đi khám ngay, chứ đừng chần chừ để con ở nhà đó. Chỉ có vấn đề là như vậy thôi, và nên tái khám hậu COVID. Và hiện tại thì bác sĩ đang làm ở bệnh viện Đại học Y Hà Nội vẫn nhận tái khám các em bé, và thực sự là hàng ngày cái tỷ lệ bé tái khám hậu COVID cũng rất là nhiều. Và thực sự là có những em bé mặc dù là cái triệu chứng khởi đầu khởi lúc mà khởi bệnh rất là nhẹ, thế nhưng mà khi mà tới khám bác sĩ Hương cho làm xét nghiệm, đặc biệt là chụp phổi, thì cũng đã bắt đầu có hiện tượng tổn thương sau đó. Vì thế cho nên là các ba mẹ không chủ quan, nhưng mà cũng không phải quá hoảng loạn, mà chúng ta biết cách để chúng ta theo dõi con. Thế và một vấn đề vô cùng quan trọng là các ba mẹ cần phải có một cái chế độ dinh dưỡng thật tốt cho con trong giai đoạn hậu COVID, để giúp tự cơ thể em bé có được cái hệ miễn dịch tốt, tự cơ thể em bé tạo ra được các cái kháng thể, các cái chất, các cái yếu tố để mà chống chống bệnh, đúng không ạ? Thì như vậy thì cũng sẽ giúp của em bé của chúng ta vượt qua những các cái vấn đề nguy hiểm, và chúng ta phải tiêm phòng một cách triệt để. Bởi vì khi các bạn tiêm phòng thì hạn chế cái việc mà em bé bị lây nhiễm, cũng như là hạn chế cái vấn đề tái nhiễm của con, đúng không ạ? Vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Dạ, không biết bác Dung có comment Chị gì Hương ơi, không? ở bên này thì em có một câu hỏi ấy, mà em nghĩ là các mẹ cũng sẽ rất là quan tâm đến vấn đề là kháng sinh ấy. Thì ở đây có một câu hỏi là: em chào bác sĩ, bé nhà em 8 tuổi mà ho nặng nhưng chỉ ấm 37 độ rưỡi, đã phải uống kháng sinh chưa ạ? Vì bé ho rất nhiều. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Vẫn là câu hỏi kháng sinh đúng không ạ? Nhưng bác sĩ Dương vừa nói rằng cái việc ho nhiều không có nghĩa là em bé phải dùng kháng sinh. Ho nhiều tức là cái phản ứng của cơ thể em bé đó. Còn cái việc mà sử dụng kháng sinh hay không thì nó phụ thuộc vào nếu như em bé có các cái gọi là có dấu hiệu bội nhiễm, ví dụ như là em bé bị sốt lại, hoặc là thông thường những cái đấy thì phải đi khám. Đó, hoặc là em bé có các cái biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng tăng lên, thì khi đó hoặc là em bé có gọi là viêm phổi, hoặc là em bé cần phải nhập viện, đó, thì lúc đó cái việc mới cân nhắc cái việc sử dụng kháng sinh. Còn nếu em bé chỉ sốt nhẹ rồi em bé ho nhiều, mà quan trọng là các bạn phải đến nhịp thở cũng như là đo độ bão hòa oxy đó, để xác định xem là em bé nhà mình ở mức độ nào. Đó, kháng sinh bao lần bác sĩ nói rằng là kháng sinh không có vai trò diệt virus mà chỉ có vai trò diệt vi khuẩn thôi. Dạ, cảm ơn câu hỏi của bạn Thu. Mà Thu có câu hỏi nào, tại vì là bác Dương cũng không đọc được hết các cái comment của tất cả mọi người. Nếu như các cái ở trên trang của bác sĩ Thu hoặc là trên trang của bác sĩ Dung có câu hỏi nào hay thì mọi người cứ 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 chia sẻ lên ạ. Dạ vâng ạ, Người cứ có đón một được ạ. hỏi mà em cũng chính bản thân em cũng có nhiều cái điều thắc mắc, và rất là nhiều mẹ có điều thắc mắc, đấy là những cái loại thuốc ho mà dành cho từng lứa tuổi một. Và những cái bé mà nhỏ thì các mẹ cũng rất là băn khoăn về cái việc là chọn thuốc ho cho con, thì bác sĩ Hương có thể chia sẻ một chút về cái lựa chọn thuốc ho dành cho những cái đối tượng trẻ nó khác lứa tuổi nhau không ạ? Và cảm ơn câu hỏi của em. Thực ra cái về thuốc ho thì những cái thuốc thảo dược thì các bạn có thể dùng được cho rất là nhiều lứa tuổi khác nhau, nó chỉ khác nhau là cái liều dùng thôi. Chứ còn thuốc thì bởi vì thuốc nó cũng là thuốc ho, nó là hoàn toàn thuốc điều trị triệu chứng, không phải là thuốc điều trị căn nguyên, đúng ạ? Đó, thế chỉ có sự khác biệt là với những em bé mà có tiền sử hen thì lúc đó cái thuốc mà sử dụng nó là Ventolin dạng xịt, chứ không phải là các cái thuốc ho thảo dược. Ví dụ như thực ra thì ví dụ Prospan này, Ích Nhi này, bổ phế vân vân này đều có thể dùng được cho em bé. Chỉ có điều là em bé thì các bạn đọc cái hướng dẫn tùy theo cân nặng, tùy theo tháng tuổi của con là các bạn sử dụng thôi, chứ cũng không có sự khác biệt gì nhiều ạ. Vâng, kinh nghiệm của bác sĩ Dung sau khi nuôi hai bé thì gần như là không sử dụng một cái loại thuốc ho nào cả, gần như là chỉ có là cho bé
ngậm nước muối này, cho bé súc họng bằng nước muối, hoặc là cho uống nước tăng lên, hoặc là cho bú mẹ tăng lên thôi, chứ cũng chưa dùng một cái loại thuốc ho nào cả. Nên là hôm nay hỏi cái câu bác sĩ Hương như vậy. Và có một cái mẹ mà có lẽ mẹ bạn ấy cũng đang rất là sốt ruột, có một cái câu hỏi là: chào bác sĩ, bé nhà em 5 tháng 17 ngày, SpO2 98%, nhịp thở bình thường, nhịp tim hơi thấp 60 đến 80 nhịp. Hôm nay bé có hiện tượng hạ thân nhiệt dưới 36 độ thôi thì có phải nhập viện không ạ? Xin bác sĩ Hương giải thích câu trả lời câu hỏi này cho bạn Vũ Thị Huế ạ. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Trong cái giai đoạn nhiễm virus thì cũng có những trường hợp của em bé có cái pha hạ nhiệt, mà pha hạ nhiệt đấy cũng là phải pha là cũng pha là rất là phải 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 gọi là quan tâm. Các bạn để ý, nếu như mà mạch của em bé xuống thấp dưới 60 thì đấy là một dấu hiệu cần phải nhập viện. Đó. Hoặc là nhiệt độ của em bé thấp mà các bạn không có, khi mà em bé nhiệt độ mà dưới 36, đặc biệt là nếu mà 35 độ 5 thì đấy là những cái dấu hiệu mà các bạn không thể nào ấp cho em bé lên được. Mà các phương pháp ví dụ như là cho uống sữa nóng hoặc là ủ ấm mà không được thì các bạn cần phải cho con vào viện, để các bác sĩ sẽ có các cái giải pháp hỗ trợ cho con. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Vâng ạ, có một câu hỏi là khi trẻ tổn thương phổi thì cần phải làm gì ạ? Câu hỏi này thì cũng hơi chung chung nhỉ. Có lẽ là bạn ấy cũng đang rất là lo lắng, nhưng mà có một câu hỏi nữa, đấy là sau khi khỏi F0 thì bao lâu trẻ được tiêm vaccine? Câu này cũng khá là nhiều mẹ hỏi đấy bác sĩ Hương ạ. Ok, thông thường thì cái khi mà em bé các cái vaccine thông thường thì khi mà em bé khỏe mạnh thì khi mà khỏi thì em bé đều hoàn toàn có thể tiêm được. Đó. Nhưng tuy nhiên là người ta thấy là nếu như trong trường hợp mà em bé mà mới tiêm vaccine thì thông thường các vaccine thì nên cách nhau 2 tuần. Đó. Thế còn nếu mà tiêm cùng một cái loại vaccine thì thông thường ví dụ như là nếu như tiêm mũi 1, mũi 2 thì thông thường là sau khi mà nếu như bạn thưa bác sĩ không biết là các bạn hỏi là vaccine gì, nếu mà về trung bình về về nguyên tắc là sau khi em bé khỏi thì em bé hoàn toàn có thể tiêm được vaccine. Đó. Vâng, tức là sau khi âm tính là chúng ta hoàn toàn có thể tiêm được vaccine không ạ? Sau khi À, em bé đúng không khỏi ạ? được. Vâng, có một câu hỏi của chị Bùi Thị Bông, đấy là bác sĩ cho em hỏi, đang cho con bú mà hai mẹ con đều bị F0 thì có thể cho con bú được không ạ? Câu này thì cũng rất là thắc mắc của rất là nhiều mẹ, khi mà mẹ bị F0 hoặc con âm tính hoặc là cả hai mẹ con thì cũng đều lo là cái vấn đề về sữa mẹ. Thì mong là bác sĩ Hương sẽ chia sẻ kỹ hơn về cái vấn đề này để cho mọi người có cùng được hiểu hơn ạ. Vâng, cảm ơn câu hỏi của em. Câu hỏi có lẽ rất là nhiều ba mẹ lo lắng. Cái đầu tiên đó là khi mà mẹ mà đang cho con bú thì hoàn toàn mẹ mà bị F0 thì hoàn toàn mẹ vẫn có thể tiếp tục cho con bú hoặc là vắt sữa. Cái mà bởi vì là cái sữa mẹ rất là cần thiết cho em bé. Thứ nhất là cái virus nó không lây qua đường sữa mẹ. Đấy là cái đầu tiên. Đó. Thứ hai nữa là với các người ta nghiên cứu thấy rằng là những cái bà mẹ mà đã được tiêm phòng rồi thì người ta còn định lượng được cả kháng thể kháng virus có ở trong sữa mẹ. Đó, cho nên là cái việc mà cho em bú lại cho em bé tiếp tục sử dụng sữa mẹ là vô cùng cần thiết. Điều quan trọng là bạn thực hiện tuân thủ thật tốt cái vấn đề là 5K. Đó. Và hoàn toàn là không có việc là không có cái việc là phải cho em bé không được bú, đúng không ạ? Vâng, cảm ơn câu trả lời của bác sĩ Hương ạ. Chúng ta hoàn toàn có thể cho bé bú bình thường, và sữa mẹ là cái sữa tốt nhất cho sự phát triển của bé, và lúc này thì gần như là bé rất là chán ăn và chúng ta nên cho bé bú, thậm chí có thể tăng lần lên để bù nước và điện giải cho bé cơ ạ. Vâng, và một cái câu hỏi khác nữa của bạn là Hoàng Long, đó là con em 6 tháng tuổi, cháu bị F0 không còn sốt nữa nhưng mà cháu bị ho và nôn sau nôn sau khi ho. Các bé thông thường là ho nhiều quá và sau đấy nôn. Chuyện này thì bác sĩ Dung cũng rất là hay gặp. Các bé cứ mỗi lần ho là nôn, thì bác sĩ Hương có thể chia sẻ kinh nghiệm này được không ạ? Cảm ơn câu hỏi của bạn. Cái vấn đề như bác Dương nói rằng là ho nó là cái phản xạ thôi, khi ho nhiều thì có thể là gây ra hiện tượng trào ngược và kích thích làm cho em bé bị nôn. Tuy nhiên nếu trong trường hợp mà em bé nôn nhiều quá dẫn đến hiện tượng mất nước, ví dụ như em bé khát hoặc em bé kích thích đó, thì như vậy là có nghĩa là đấy là những cái dấu hiệu mà bạn cần phải cho đến viện. Đó. Hoặc là nếu em bé ho nhiều mà có nhịp thở nhanh rồi hoặc là SpO2 giảm thì đấy cũng là cái dấu hiệu mà bắt đầu là tổn thương vào phổi thì em bé cũng cần phải đưa đến viện. Đó. Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Vâng ạ, cũng còn rất là nhiều câu hỏi khác mà có liên quan đến chủ đề của Nhi, và có lẽ là trong cái giai đoạn này thì F0 Nhi các bé bị nhiễm rất là nhiều đúng không bác sĩ Hương, và hàng ngày thì trong cái quá trình tư vấn thì chắc bác sĩ cũng đang rất là quá tải đúng không ạ? Đúng rồi, trong giai đoạn này đặc biệt là các em bé sốt rất là cao, Vâng. phần lớn
em bé sốt cao và rất là nhiều các ba mẹ hoảng loạn trong cái quá trình mà cho em bé dùng thuốc hạ sốt. Vì vậy cho nên là bác Dương đã làm cái video hướng dẫn các ba mẹ cách hạ sốt và những cái sai lầm gặp phải khi mà trong quá trình chăm bé hạ sốt. Các ba mẹ có thể lên trên kênh YouTube của bác sĩ Hương để xem các cái video về chăm sóc em bé F0 tại nhà. Vâng, và bác sĩ Dung cũng đã theo dõi kênh YouTube của bác sĩ Hương từ lâu rồi và có rất là nhiều những cái thông tin hữu ích, thì mọi người có thể vào kênh YouTube của bác sĩ Hương để xem nhé. Cháu nhà em 17 tháng bị F0, giờ cháu khỏi rồi nhưng em thấy cháu vẫn thở khò khè mặc dù không ho nữa. Hỏi bác sĩ cháu phải dùng thuốc ho gì không ạ? Vẫn là câu trả lời, vẫn là câu hỏi về những thuốc ho. Có lẽ là ho là một cái triệu chứng mà kể cả người lớn hay trẻ em chúng ta đều cảm thấy rất là khó chịu. Và đặc biệt là các mẹ mà khi nghe thấy con mình mà bị ho thì rất là sốt ruột, bác sĩ Hương ạ. Vâng, nhưng mà nếu mà con đã F0 rồi thì em bé vẫn còn ho khò khè thì nên đi kiểm tra nhé. Rất rất nên đi tái khám nếu như cho qua giai đoạn F0 rồi. Đó, nếu có nghĩa là các cái triệu chứng này vẫn tồn tại sau khi mà nhiễm F0 thì cần phải cho em bé đi khám để được kiểm tra. Có một câu hỏi chị Thu có thể có bên chị có câu hỏi gì thì có thể câu hỏi nào hay mà chị có thể chia sẻ lên để cho mọi người cũng có thể là biết được. Có một câu hỏi về vaccine. Lúc này thì bác sĩ Dung cũng không có nhiều kiến thức về vaccine cho lắm. Cho em hỏi, bé nhà em 5 tuổi sắp tới tiêm vaccine COVID thì bao lâu có thể tiêm được vaccine thương hàn được ạ? Hay mình phải tiêm thương hàn cho bé trước sau đó mới tiêm COVID ạ? Ok, như bác Dương đã chia sẻ, thứ nhất là em bé được tới này các bạn em bé được tiêm, các bạn nên tiêm cho con. Và về nguyên tắc là nên hai nếu như tiêm hai loại mà cách nhau như vậy thì nên cách nhau 2 tuần đó. Còn em dùng tiêm cái gì trước cũng được tùy em, và tốt nhất là giai đoạn này thì nên tiêm COVID trước. Giai đoạn này là đa tỷ lệ F0 đang rất là tăng cao như này thì chúng ta cố gắng tiêm cái thuốc tiêm vaccine COVID trước thì sẽ tốt hơn. Chị Hương ơi, em có một câu hỏi của một bạn bên em ấy là bé F0 sau bao lâu thì có thể tiêm phòng vaccine COVID được ạ? À, bé F0 sau bao lâu? À, đấy là một câu hỏi. À, thực ra thì có rất là nhiều các cái tranh cãi khác nhau. Tuy nhiên là hiện nay thì Bộ Y tế của chúng ta đưa ra, nếu mà chị nhớ không nhầm thì sau khoảng từ 1 đến 3 tháng là em bé có thể tiêm phòng được. Ok ạ. Ngoài ra thì còn một câu hỏi nữa là mà bác sĩ cho em hỏi là khi bé bị sốt cao thì đã uống hạ sốt đủ liều nhưng không hạ thì làm như thế nào ạ? Ok, cảm ơn câu hỏi của bạn. Đầu tiên đó là các bạn uống đủ liều mà không hạ được, vậy thì chúng ta phải định nghĩa. Rất là nhiều mẹ định nghĩa hạ sốt là gì. Có rất là nhiều mẹ gọi điện cho bác Dương mà em uống thuốc mãi mà con em không hạ. Con em bị 40 độ bây giờ chỉ được đến 39 độ thôi, hoặc là 38 độ 5 thôi. Bác Dương bảo thì thấy là quá tốt rồi. Hạ là gì? Hạ là 39 độ 5 về 39 độ là hạ, tức là 0,5 độ là hạ. Các bạn hiểu như thế. Đó, cho nên là nếu như em bé nhà mình mà 39 độ mà không có hiện tượng co giật thì các bạn cứ chịu khó chườm. Nếu không có tiền sử sốt cao co giật thì chịu khó chườm cho con. Bởi vì như bác Dương nói vừa chia sẻ đó là sốt là một cái phản ứng tốt, đúng không ạ? Đó, và nếu như chúng ta dùng quá nhiều thuốc hạ sốt thì tổn thương gan, suy gan và gần như không có khả năng cứu chữa. Vậy thì bạn sẽ chọn lại nào? Đúng không ạ? Đó, thế thì rõ ràng là các bạn cần phải chọn cái giải pháp đó là an toàn cho con, đó là chịu khó là các bạn chườm thôi, chườm ấm này, có thể cho em bé vào chậu nước ấm này, hoặc có thể là nới bớt quần áo này, nới bớt chứ không bắt không bắt em bé cởi trần cởi chuồng nhá, rất là khổ đấy đó. Rồi có thể các bạn, và một cái nữa là các bạn thì cho em bé uống thật nhiều nước, vì khi mà uống nhiều nước cũng là có tác dụng để mà giúp cho em bé đỡ mệt, đỡ mất nước và cũng là vai giúp cho em bé hạ sốt. Các bạn có thể hạ cái nhiệt độ phòng xuống đó, thì đấy là những cái giải pháp để mà giúp cho em bé hạ được nhiệt đó. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Vâng, hiện tại thì em thấy còn khá nhiều câu hỏi, nhưng mà hôm nay thì tình hình là bác sĩ Dung thì có con cũng đang bị F0 ấy, thì không biết là với bây giờ là thời lượng 1 tiếng rồi mà câu hỏi thì còn khá nhiều, thì có lẽ là mọi người có thể là comment gọi hoặc là inbox trực tiếp vào bếp của bác sĩ Dr. Thùy Dung và bác sĩ Hương nhé. Còn bây giờ thì chỉ sợ là không biết là em bé nhà bác sĩ Dung có bị mệt không, bởi vì hôm nay bạn ấy đang hơi bị sốt ấy. Đó, đây chắc đây cũng sẽ là tâm trạng chung của rất là nhiều mẹ. Ok, có lẽ thời lượng livestream cũng cũng đã dài rồi.
À, chắc là chúng ta cũng sẽ kết thúc Rất tại đây. là cảm ơn bác sĩ Hương và chị Thu, những cái người mà đang đồng hành cùng với rất nhiều những cái trường hợp F0 trong cái giai đoạn dịch bệnh mà diễn biến rất là căng thẳng như thế này. Hiện tại thì hôm nay đã trên 100.000 ca rồi, và chúng ta thì sẽ phải từng ngày cố gắng để giúp đỡ thật là nhiều người hơn. Và mọi người hoàn toàn có thể follow kênh YouTube của bác sĩ Hương, fanpage của bác sĩ Hương, và tất cả những câu hỏi về Nhi thì bác sĩ Hương sẽ đều rất là nhiệt tình trả lời. Cả chị Phạm Hà Thu thì page của chị Phạm Hà Thu cũng đã chia sẻ rất là nhiều những cái vấn đề liên quan đến COVID, và mọi người có thể follow để có thêm được nhiều kiến thức. Và hôm nay thì thật sự là bác sĩ Dung có một cái chút công việc cá nhân, đó là con thì cũng hơi quấy một chút, nên là xin phép là hôm nay sẽ kết thúc cả livestream sớm một chút. Cảm ơn mọi người, và nếu mà có câu hỏi gì mọi người có thể inbox trực tiếp, và sau đó thì hoặc là inbox cho bác sĩ Hương, và lúc nào thì bác sĩ sẽ trả lời cho mọi người nhé. Vâng ạ, một lần nữa cảm ơn bạn Thu đã tạo điều kiện cho bác sĩ Hương được chia sẻ trên kênh của một MC vô cùng xinh đẹp đúng không ạ? Vâng ạ, rất là cảm ơn các ba mẹ đã và đang xem livestream cũng như các ba mẹ chia sẻ cái livestream ngày hôm nay của chúng tôi. Và xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ạ. Vâng, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những livestream sau.